Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu quyết liệt và đầy cảm xúc trước đông đảo người hâm mộ tại thành phố West Palm Beach, Florida sau khi được truyền thông dự đoán ông thắng cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm nay. Rạng sáng ngày 6 tháng 11 giờ bang Florida, Mỹ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước đông đảo người hâm mộ tại thành phố West Palm Beach, Florida sau khi truyền thông Mỹ dự đoán ông thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024. Theo đài CNN, tôi muốn nói cảm ơn đến tất cả các bạn về sự kiện tuyệt vời này, một sự kiện chưa từng có ai được chứng kiến trước đây. Đây là sự kiện chính trị lớn nhất nước Mỹ trong mọi thời đại, và giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu giúp đất nước của chúng ta hồi phục, vì đất nước của chúng ta đang cầu cứu, ông Trump nói. Chúng ta sẽ sửa chữa vấn đề biên giới, sửa chữa mọi thứ ở đất nước của chúng ta. Chúng ta đã làm nên lịch sử, và lý do cho dấu mốc lịch sử này là chúng ta vươn lên từ cái mà người khác nói là viển vông. Nhưng rõ ràng là chúng ta đã làm được. Hãy nhìn xem, ông Trump nói thêm. Ông Trump nhấn mạnh cam kết sẽ chiến đấu vì bạn, gia đình bạn và tương lai của bạn trong sự reo hò của cử tri ủng hộ ông ở Florida. Tôi sẽ chiến đấu vì các bạn mỗi ngày, miễn là tôi còn thở. Đây sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ, là chiến thắng tuyệt vời của người dân Mỹ, và nó cho phép chúng ta làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông Trump tuyên bố. Trước đó, 14 giờ ngày 6 tháng 11 giờ Việt Nam, hãng Fox News dự đoán cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là vị Tổng thống tiếp theo của Mỹ khi giành được 277 phiếu đại cử tri, vượt mốc tối thiểu là 270 phiếu để thắng. Theo tính toán của tờ The Guardian, tính tới 14 giờ 30 phút hôm nay, ông Trump còn dẫn trước bà Harris tới khoảng 5 triệu phiếu phổ thông. Ông Donald Trump đang được truyền thông xứ cờ hoa đưa tin rộng rãi sẽ là tổng thống tiếp theo của Mỹ khi dẫn trước đối thủ Kamala Harris cả phiếu đại cử tri lẫn phiếu phổ thông. 14 giờ ngày 6 tháng 11 giờ Việt Nam, hãng Fox News dự đoán cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ là vị tổng thống tiếp theo của Mỹ khi giành được 277 phiếu đại cử tri, vượt mốc tối thiểu là 270 phiếu. Theo dự đoán của Fox News, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris giành được 226 phiếu đại cử tri. Bên cạnh đó, theo dự đoán của hãng Decision Desk SQ, ông Trump có khả năng giành chiến thắng ở các bang chiến trường Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri. Tờ The Hill đưa tin, Pennsylvania là bang chiến trường nhiều phiếu đại cử tri nhất. Đây là chiến thắng lớn của ông Trump sau khi ông để mất bang này vào tay Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Decision Desk SQ cũng là hãng đầu tiên dự đoán ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Đài CNN sau đó đã xác nhận chiến thắng của ông Trump ở Pennsylvania và công nhận ông Trump đã thành công trong cuộc bầu cử tổng thống. Theo tính toán của tờ The Guardian, tính tới 14 giờ hôm nay, ông Trump còn dẫn trước bà Harris tới khoảng 5 triệu phiếu phổ thông. Nếu ông Trump thắng, điều gì làm nên lịch sử? Cựu Tổng thống Trump bước vào cuộc đua bầu cử Mỹ năm nay với lượng người ủng hộ nhiệt tình, trung thành và kinh nghiệm tranh cử tổng thống hai lần vào năm 2016 và 2020. Theo cuộc thăm dò của đài ABC Ipsos công bố vào ngày 3 tháng 11, có tới 74% cử tri Mỹ nghĩ rằng đất nước đã đi sai hướng. Kể từ năm 1980, chỉ số thống kê này là một trong những dự đoán chắc chắn rằng đảng cầm quyền sẽ mất Nhà Trắng. Tuy vậy, những cuộc thăm dò trên toàn quốc và 7 bang chiến trường đều cho thấy ông Trump và bà Harris bất phân thắng bại cho đến ngày bầu cử. Nếu chiến thắng cuộc đua bầu cử Mỹ năm nay, ông Trump đã thành công trong việc thuyết phục cử tri về vấn đề kinh tế. Ngoài việc cho rằng đời sống kinh tế của người dân khi ông làm tổng thống tốt đẹp hơn, ông Trump còn đánh động mối lo của cử tri về tình hình kinh tế hiện tại. Vào tháng 10, cuộc thăm dò của tờ New York Times Siena College cho thấy 75% cử tri cho biết nền kinh tế đang trong tình trạng tồi tệ. Nhiều cuộc thăm dò khác cũng cho thấy kinh tế là ưu tiên hàng đầu của cử tri và ông Trump có lợi thế hơn bà Harris trong giải quyết vấn đề này. Cộng với việc Bộ Lao động công bố báo cáo việc làm cuối cùng trước ngày bầu cử Mỹ cho thấy sự tăng trưởng yếu ớt về việc làm, chủ yếu là do bão và cuộc đình công lớn của công nhân, ông Trump đã chớp lấy thời cơ này, khẳng định chính quyền Biden, Harris đã đẩy nền kinh tế xuống vực thẳm. Bên cạnh kinh tế, mối đe dọa và sự hỗn loạn do nhập cư bất hợp pháp là vấn đề đã định hình nên thương hiệu chính trị của ông. Nếu thắng, ông Trump đã thành công trong việc thuyết phục cử tri về chính sách siết chặt biên giới, trục xuất người nhập cư phạm pháp sau khi vẽ nên các hình ảnh mất an ninh như cướp của, giết người do những người nhập cư gây ra. Cuối cùng, nếu tái đắc cử, đây sẽ là lần thứ hai trong ba lần ông tranh cử tổng thống, ông đánh bại một ứng cử viên nữ.
Điều này một lần nữa cho thấy nhiều cử tri chưa quen khi hình dung có một bà chủ Nhà Trắng. Có thể khó để chứng minh rằng bà Harris thua là do phân biệt giới tính, nhưng rõ ràng trong các cuộc thăm dò năm nay, giới tính đóng vai trò lớn trong quyết định bỏ phiếu của người Mỹ. 7 bang chiến trường đã kết thúc bỏ phiếu. Phần lớn các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa và dần xuất hiện các tính toán dự đoán kết quả ban đầu, tạm thời thiên về cựu Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng Hòa. Trước đó, 7 bang chiến trường đã kết thúc bỏ phiếu. Theo đó, 7 bang chiến trường trong cuộc bầu cử năm nay gồm Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Michigan, Arizona, Wisconsin và Nevada đã đóng cửa các địa điểm bỏ phiếu. Theo dự đoán của CNN, ông Trump giành thêm 6 phiếu đại cử tri từ bang Utah và 4 phiếu đại cử tri từ bang Montana, nâng tổng số phiếu đại cử tri lên 172. Tính đến 9 giờ 30 phút giờ Việt Nam, ông Trump hiện đang tạm thời dẫn trước bà Harris cả về phiếu đại cử tri lẫn phiếu bầu. Ông Trump và bà Harris giành chiến thắng đầu tiên khi cuộc thăm dò vừa khép lại. Ngày 5 tháng 11 năm 2024, không khí của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã đạt đến đỉnh điểm căng thẳng khi các cuộc thăm dò ý kiến kết thúc và những chiến thắng đầu tiên bắt đầu được công bố. Ông Donald Trump, ứng cử viên đảng Cộng Hòa, đã vươn lên mạnh mẽ, giành chiến thắng tại 15 tiểu bang trong một đợt sóng chiến thắng lớn, trong khi bà Kamala Harris, phó tổng thống và ứng viên của đảng Dân Chủ, không kém phần ấn tượng khi giành chiến thắng ở 7 tiểu bang và thủ đô Washington DC. Tuy nhiên, dù những kết quả ban đầu này khá rõ ràng, nhưng cuộc đua vẫn chưa thể kết thúc ngay lập tức. Các tiểu bang chiến trường quan trọng, nơi tỷ lệ bỏ phiếu gần như ngang ngửa, vẫn giữ bí mật về kết quả lâu dài và khiến cả hai ứng viên phải chờ đợi thêm vài giờ, thậm chí là vài ngày. Đến 9 giờ 30 phút tối theo giờ miền đông nước Mỹ, khi cuộc thăm dò tại 41 tiểu bang và Washington DC đã đóng lại, ông Trump tạm thời nắm trong tay 162 phiếu đại cử tri, còn bà Harris có 81 phiếu. Tuy nhiên, con đường giành chiến thắng của cả hai vẫn chưa rõ ràng khi mục tiêu của mỗi ứng cử viên là đạt được ít nhất 270 phiếu đại cử tri để giành quyền lực tại Nhà Trắng. Các cuộc thăm dò cho thấy ở những bang chiến trường quyết định như Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin, kết quả vẫn đang căng thẳng và không thể đoán trước. Tại Georgia, ông Trump đang tạm dẫn trước với tỷ lệ 52,3%, trong khi bà Harris bám đuổi quyết liệt với 47,1% khi đã kiểm được 77% số phiếu. Nhưng ngay cả khi ông Trump chiếm ưu thế tại nhiều tiểu bang, cả hai phía đều biết rằng trận chiến chưa kết thúc cho đến khi từng lá phiếu cuối cùng được kiểm đếm. Đằng sau cuộc đua cam go này, sự phân cực chính trị trong xã hội Mỹ cũng đã bộc lộ rõ nét. Trong khi ông Trump tiếp tục phát đi những thông điệp đầy hoài nghi về tính minh bạch của cuộc bầu cử, bà Harris lại cảnh báo về những mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền dân chủ Mỹ nếu ông Trump chiến thắng nhiệm kỳ thứ hai. Ngay trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, ông Trump đã lên tiếng trên trang Truth Social của mình, không có bằng chứng xác thực, tuyên bố rằng gian lận bầu cử hàng loạt đang diễn ra tại Philadelphia và Detroit, một tuyên bố khiến các quan chức địa phương ở hai thành phố này bác bỏ ngay lập tức. Dù vậy, chiến dịch của ông Trump vẫn không ngừng thúc đẩy hy vọng chiến thắng, với những tín hiệu cho thấy ông có thể tuyên bố chiến thắng ngay đêm bầu cử, bất chấp hàng triệu lá phiếu vẫn chưa được kiểm. Hướng về Mar-a-Lago, nơi ông đang theo dõi kết quả với sự tham gia của những người ủng hộ, bao gồm Elon Musk, ông Trump dường như sẵn sàng đón nhận kết quả và bước tiếp với kế hoạch của mình, dù có thể kết quả không chính thức trong vài ngày tới. Trong khi đó, bà Kamala Harris, mặc dù đang đứng trước thử thách lớn, vẫn giữ tinh thần lạc quan và tích cực. Sau khi bỏ phiếu ở quê nhà California, bà dành phần lớn ngày thứ ba để tham gia các cuộc phỏng vấn và kêu gọi người dân đi bầu. Đặc biệt, bà có một buổi nói chuyện với sinh viên tại Đại học Howard ở Washington DC, nơi bà từng học, và chia sẻ cảm xúc đầy cảm hứng về vòng tròn khép kín trong cuộc đời mình khi quay lại trường. Với mỗi bước đi, ông Trump và bà Harris đều thể hiện rõ quyết tâm giành lấy chiến thắng. Nhưng ai sẽ là người chiếm ưu thế cuối cùng khi mà cục diện vẫn có thể thay đổi bất ngờ vào những giờ phút quyết định? Câu trả lời vẫn đang chờ đợi và cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 chỉ mới bắt đầu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!